Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thấy là rất nhiều linh kiện Samsung Galaxy Z7 Prime đang được chờ thay thế sửa chữa tại Di động Cao cấp.vn. Như bạn đã biết, Di động Cao cấp.vn đang là đơn vị cung cấp dịch vụ sửa chữa full tất cả ban bệnh trên Samsung Galaxy Z7 Prime. Quý vị các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn, chúng tôi tiến hành thay thế sửa chữa nhanh chính xác quý vị các bạn. Những khách hàng ở xa có điều kiện đến với Di động Cao cấp.vn, quý vị các bạn có thể dùng dịch vụ ship code COD, chúng tôi ship các linh kiện phụ quá trình sửa chữa Samsung Galaxy Z7 Prime đến quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Tất cả các linh kiện trên Samsung Galaxy Z7 Prime như màn hình, loa, mic, rung chuông, bảng main, vỏ máy, pin đều có sẵn linh kiện thay thế nhanh chính xác tại Di động Cao cấp.vn. Quý vị các bạn không phải chờ lâu, quý vị các bạn cần đến các địa chỉ của Di động Cao cấp.vn là có thể thay thế được nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Để được tư vấn rõ hơn, cụ thể hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534 để được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video để Di động Cao cấp.vn chỉ cung cấp linh phụ kiện của Samsung Galaxy Z7 Prime hàng đầu hiện nay.